Trong bài học hôm nay, mình muốn nói rõ hơn về khái niệm số pi và về cách đo góc radian. Sau đó, ta sẽ xem xét xem liệu pi có phải là con số tối ưu nhất để ta sử dụng hay không. Bạn thử nghĩ về điều mình vừa nói nha. Số pi có định nghĩa là... Ừ, và mình sẽ viết tắt định nghĩa là dấu mà mình gọi là dấu bằng có ba gạch này. Tỷ số của chu vi hình tròn và đường kính của nó hay cũng bằng tỷ số của chu vi hình tròn với hai lần bán kính hình. Từ đó, ta rút ra được một vài công thức thú vị mà chắc bạn đã học trong lớp hình học. Nếu bạn có bán kính và bạn muốn tính chu vi hình tròn thì bạn nhân hai vế ở hai bên giữa bằng có ba gạch này cho hai nhân bán kính và bạn có hai nhân bán kính nhân cho pi bằng với chu vi của hình tròn hay viết theo cách quen thuộc hơn thì chu vi thì chu vi sẽ bằng với 2 nhân pi nhân r. Cái này là kiến thức vỡ lòng mà mình chắc bạn đã học từ rất sớm và bạn có thể dùng nó để tìm chu vi hay là tìm bán kính nếu bạn đã có chu vi. Rồi khi bạn học đến môn lượng giác, bạn có thể dùng những dữ kiện như trên để tìm ra số đa góc theo radian để cho các bạn tham khảo. Mình sẽ vẽ một hình tròn ở đây. Hình này chưa được để mình vẽ lại. Xong. Đây là hình tròn của mình, còn đây là trục x có chiều dương và mình sẽ tạo một góc ở ngay đây, góc này sẽ có số đo ta dễ nhìn ra và nó sẽ trông như thế này nha. Để ta được số đo của góc này. Mà theo đơn vị radian ta sẽ tính góc trắng cung với dây cung có độ dài nhất định, ta sẽ tính số đo của dây cung và mình hay nghĩ theo kiểu là Góc thì được tính theo đơn vị radian còn độ dài dây cung sẽ theo bán kính sẽ theo bán kính giờ mình sẽ giải thích nha dây cung trắng góc có số đo theo radian này tương ứng với bao nhiêu bán kính để mình ví dụ cho bạn dễ hiểu hơn độ dài dây cung ở đây nếu bán kính là r thì độ dài của dây cung này là bao nhiêu Uhm, thì khi học hình học ta đã biết toàn bộ chu vi của hình tròn này sẽ là 2PR đúng không? Toàn bộ chu vi theo đúng định nghĩa Toàn bộ chu vi này sẽ là 2PR Vậy độ dài dây cung này là bao nhiêu? Mình sẽ cho rằng dây cung bằng 1 phần 4 hình tròn Vậy nó sẽ là 2PR trên 4 Vậy dây cung này sẽ bằng với 2PR trên 4 hay cũng là B trên 2R free trên 2 r hoặc bạn có thể nói nó cũng là p trên 2 bán kính trên 2 bán kính đến đây thì bạn có theo kịp không đây là cách mình hiểu về dây cung hoặc bạn có thể nói dây cung này chắn một góc là p trên 2 radian vậy ta sẽ có theta bằng p trên 2 radian khi bạn tính số đo góc theo radian cũng có nghĩa bạn đang nói ok cấp được chắn bởi dây cung này sẽ có độ dài của bấy nhiêu bán kính mình ghi thế này để nhấn mạnh với các bạn đây là số nhiều nha còn đúng thì trong tiếng anh nó chỉ là để mình viết lại nó chỉ là ra, radii phải viết lại để mấy bạn không cười mình vì viết sai học toán nhưng chúng ta cũng phải giỏi chính tả nha cái này là đúng rồi vậy dây cung này có độ dài là pi trên hai bán kính và nó chắn một góc có số đo là pi trên 2 radian. Mình cùng làm một bài nữa để các bạn quen với cách làm này hơn nha. Nếu bạn đi hết một đường tròn này luôn, đi hết một đường tròn này và quay trở lại trục x chiều dương này, thì độ dài dây cung là gì? Giờ tự nhiên ta lại có độ dài dây cung bằng với toàn bộ chu vi hình tròn này và nó sẽ là 2 pi r hay cũng bằng với 2 pi bán kính. Và ta có thể nói là góc này được chắn bởi dây cung này và góc ta đang xét đến mà bằng với toàn bộ đường tròn này là 2π radian. 2π radian. Khi bạn nắm rõ kiến thức này, khi bạn nắm rõ kiến thức này bạn sẽ hiểu những bài vẽ hàm lượng giác hay ít nhất bạn sẽ biết cách đo đồ thị trên trục x và mình cũng sẽ xét đến công thức Euler, công thức mà mình nghĩ là đẹp nhất trong toán học. Rồi ta sẽ bắt tay vào làm luôn nha Để xem thử pi liên quan gì đến những bài này Nếu mình nghĩ đến một hàm số lượng xác Và bạn nhớ là với những hàm số lượng xác Ta sẽ giả định ta luôn có một đường tròn đơn vị Và giờ mình sẽ sơ lược về định nghĩa của đường tròn đơn vị của hàm lượng xác Các bạn ráng nắm vững phần này nha Ta sẽ giả định ta có một hình tròn đơn vị với bán kính là một rồi các hàm số lượng xác được định nghĩa là với bất kỳ góc nào ta có ở đây gọi là góc theta thì cosin của theta cosin của theta là tọa độ x của điểm nằm trên dây cung nằm trên dây cung trắng góc đó và đây là cosin của theta rồi đến sin của theta thì sẽ là giá trị tọa độ y của cùng điểm ban nãy mình sẽ làm nó rõ hơn cosin của theta là giá trị x còn sin của theta là giá trị y. Vậy nếu bạn vẽ một trong những hàm số này, mình sẽ làm là sin của theta cho tiện. Nhưng bạn có thể vẽ đồ thị cosin của theta. Vậy ta bắt tay vào vẽ nha. Giờ ta sẽ làm một chu kỳ của sin theta. Ta sẽ làm sin. Khi góc này là 0, sin của theta là 0. Mình sẽ vẽ trục x và y để bạn nhớ. Cái này là trục y, còn đây là trục x đây là trục x vậy khi góc này là không là ta đang ở điểm này trên đường tròn đơn vị giá trị của tọa độ y sẽ là không vậy sin của theta sẽ như thế này để mình vẽ như vậy vậy đây là theta của ta và đây là mình sẽ vẽ đồ thị sin của theta dọc theo trục y và ta sẽ nói rằng y bằng với sin của theta trong trường hợp đồ thị mà ta đang vẽ ở đây vậy ta có thể mình sẽ vẽ một vài điểm nha Tiếp theo, nếu góc của ta, nếu góc của ta là một góc 90 độ hoặc nếu tính theo radian thì sẽ là pi trên 2 bán kính. Vậy sin của theta sẽ là gì? Nó sẽ là 1. Vì đây là đường tròn đơn vị, nó có bán kính là 1. Vậy khi theta bằng với pi trên 2, sin của theta sẽ bằng với 1. Vậy ta có 1 ở đây, sin của theta sẽ bằng với 1. Nếu ta đi hết 180 độ, đi hết nửa vòng của hình tròn như thế này thì theta sẽ bằng với pi để mình đổi màu cho phần này nổi bật lên một tí mình sẽ dùng màu cánh sen theta sẽ bằng với pi thì theta bằng với pi giá trị của y ở điểm này sẽ một lần nữa bằng với không vậy là ta quay lại không bạn hãy nhớ là ta đang xem xét sin của theta nếu ta có thể đi đến tận đây thì bạn sẽ thấy góc này là góc 270 độ và ta coi nó là 3 pi trên 2 radian. 3 pi trên 2 radian. Cái này sẽ theo radian. Trục này ở đây. Vậy 3 pi trên 2 radian sin của theta là tọa độ y trên đường tròn đơn vị bên này. Và nó sẽ là âm 1. Nó sẽ là âm 1. Cuối cùng bạn đi hết hình tròn. Thì bạn có 2 pi radian và bạn quay trở lại vị trí ban đầu. Sin của theta hay tọa độ y bây giờ sẽ quay trở lại là không. Khi bạn nối các điểm này lại hay khi bạn có nhiều điểm hơn, bạn sẽ thấy ở trên này là đường cong sin và ta đã vẽ ở đây. Và đây là một ứng dụng khác. Bạn đang hỏi thì sao hả? Mình đang nhắc lại kiến thức lượng giác này vì ta sẽ cần đến nó khi ta xem xét một số khác không phải là số pi. Mình muốn làm thêm một bài nữa về pi bạn có thể nói số pi có quyền lực hay số pi hình như có thể làm những điều khá là kỳ diệu trong toán học mà ta thấy trong danh sách video về tích phân gồm có công thức euler mà e mũ i theta bằng với cosine của theta cộng y sin của theta cái này nghe thì hơi phức tạp ờ ừ thì nó là một công thức khó nhằn mà nhưng mà nó còn khó hơn khi bạn khi bạn thế pi vào vị trí của theta vì khi đó công thức Euler của ta sẽ trở thành E mũ Y Pi bằng với cosine của Pi là gì ha? Câu xin của Pi là âm 1, rồi sin của Pi là 0, vậy 0 nhân Y. Vậy ta có công thức này khá là hay và sâu sắc và bạn có thể thấy mình có thể đặt tất cả các số cơ bản của toán học vào công thức này. Mình có thể thêm một vào cả hai vế và ta sẽ có E mũ Y Pi cộng 1 bằng không Và cái này cũng có thể gọi là công thức Euler Cũng là công thức hay đẳng thức đẹp nhất trong toán học Các bạn có thấy hay không? Là coi tất cả những con số cơ bản và quan trọng trong cùng đẳng thức E, I, P, 1, 0 Dù thật ra theo mình thì đẳng thức này còn quyền lực hơn nữa nếu số 1 này nằm ở bên đây, như vậy thì cái này sẽ cho ta E mũ ip P. Cái mớ phức tạp này sẽ có tính thống nhất. Với mình thì như vậy mới là hay nhất. Còn vì ta phải thêm một vào hai vế của đẳng thức để nó cuối cùng bằng không thì như vậy hơi nhiều bước nhưng mà vậy thì cũng khá là ổn rồi. Chắc giờ bạn đã thấy những gì bạn có thể làm được với số pi. Mình không còn gì để nói nữa. Giờ ta xét đến một con số khác. Một số khác không phải là số pi. Và mình muốn nói rõ là những cái này không phải ý của mình mà nó được truyền cảm hứng từ rất nhiều người trong một phong trào được gọi là phong trào tâu. Và những người này đã làm cho mình Nghĩ về cái mà mình sắp nói tới đây. Đầu tiên là có nói của ông Robert Pelley số Pi là sai. Ông ta không nói số Pi được tính toán sai. Và ông hoàn toàn đồng ý rằng Pi là tỷ số của chu vi và đường kính của hình tròn. Với Pi là giá trị 3,14159. Ý của ông Robert này là cách chúng ta quá tập trung vào số Pi là sai. Bên cạnh đó ta có ông Michael với bản tuyên ngôn tao. Bạn có thể tìm hiểu về chúng trên mạng. Cả hai người này đứng về phía một con số mà họ hay gọi là số tau. Họ định nghĩa rằng tau hay thật ra chỉ là một thay đổi nhỏ từ pi, không phải là một số thể hiện tỷ lệ của chu vi và đường kính hay tỷ lệ của chu vi với hai lần của bán kính mà họ nói rằng chẳng phải sẽ hay hơn sao nếu tao gán cho một số tỷ lệ của chu vi và bán kính. Và như bạn thấy thì pi chỉ là 1 phần 2 nhân cho cái này ở đây đúng không? Chu vi trên 2R, cái này bằng với 1 phần 2 nhân với chu vi trên R. Vậy pi chỉ là một nửa của tau. Một cách hiểu khác là số tau bằng hai lần số pi. Hay chắc bạn không có ghi nhớ sẵn cái này vì từ trước tới giờ bạn chỉ chăm chỉ học về pi. Nhân số tau là 6,283185 và các số sau dấu chấm thập phân sẽ cứ tiếp tục như vậy, không bao giờ lặp lại cũng giống như số pi. Đó là hai lần của pi. Mình đoán chắc bạn sẽ thấy số pi đã quá phổ biến từ trước đến nay rồi ừ thì nó rất là phổ biến Tại sao giờ ta lại nói xấu nó Nhất là khi mình đã dành một nửa video Để cho bạn thấy số Pi hay thế nào À tại vì các ông ban nãy mình nhắc đến Có lý luận khá là chặt chẽ Tại vì nó sẽ hay hơn Nó sẽ hay hơn nếu mình tập trung vào số này Thay vì chỉ một nửa của nó Và số này là số to đấy Để bạn thấy được điều đó Mình sẽ quay ngược lại những gì mình nói ban nãy Giờ nếu bạn để ý đến 2 pi thay vì pi hay ta có thể nói ta sẽ chú trọng vào số tau thay vì tau trên 2. Cái góc màu cánh sen này sẽ là bao nhiêu? Đầu tiên, mình sẽ xét công thức ở bên đây. Chu vi của nó theo bán kính là gì? Ừ, ta có thể nói chu vi, chu vi sẽ bằng với tau nhưng cho bán kính vì số tau cũng bằng với 2 pi. Nó làm cho công thức này gọn gàng hơn, mặc dù nó làm cho pi r bình phương phức tạp hơn, cái này thì cả hai số đều có cái hay và cái chưa hay nhưng nó làm cho việc đo lường radian dễ dàng và trực quan hơn vì bạn có thể nói cái này là pi trên hai radian hay bạn cũng có thể nói nó là pi trên hai radian và cũng là tau trên 4 radian từ đâu mà bạn có cái này bạn hãy nhớ là nhớ bạn đi hết đường tròn nó sẽ là chu vi độ dài dây cung cũng là chu vi và nó sẽ là tau nhân bán kính hay nó là tau radian bằng với số đo góc được trắng bởi dây cung này. Vậy nó là tau radian thì hết đường tròn là tau radian. Một vòng đường tròn thì là một tau radian. Các bạn đi một phần tư đường tròn thì nó sẽ là tau trên 4 radian. Bạn có thấy cách tính này trực quan hơn và bạn tránh được những việc chuyển đổi mà có liên quan đến chia cái này cho hai rồi nhân cái kia cho hai bạn sẽ chỉ cần dựa vào số lượng radian theo tau và bạn biết được bạn đi bao nhiêu vòng xung quanh hình tròn Vậy nếu bạn đi 1 phần 4 thì sẽ là tao trên 4 radian Nếu bạn đi một nửa vòng thì sẽ là tao trên 2 radian Nếu bạn đi 3 phần 4 thì bạn có 3 tao trên 4 radian Còn cả vòng thì sao? Thì bạn có tao radian Nếu ai đó nói với bạn là họ có một góc 10 tao radian Thì bạn sẽ đi xung quanh đường tròn đúng 10 lần và cái này nó trực quan hơn, bạn không cần phải tính nhẩm trong đầu rồi đổi qua đổi lại hay là phải suy nghĩ xem nên nhân hay chia cho hai khi bạn đổi sang radian theo pi khi bạn làm phần này theo tau radian thì nó khá là tự nhiên một vòng là một tau radian rồi ta xét đến hàm sin này thay vì viết pi trên hai khi bạn nhìn vào đồ thị này, bạn sẽ thắc mắc pi trên 2 thì nằm ở đâu trên hình tròn? Liệu nó có phải là một phần tư đường tròn hay là một nửa? Có thật đó là một phần tư đường tròn bên đây không? Hmm. nhưng nếu ta viết theo tàu thì ta dễ nhìn hơn, đúng không nè? B trên 2 sẽ bằng với tau trên 4. B sẽ là tau chia cho 2. 3 pi trên 2 là 3 tau. 3 tau trên 4 là 3 phần 4 tau. 3 phần 4 tau. Một vòng thì bằng tau. Ngay lập tức thì bạn thấy là nếu bạn nhìn nó như vậy, bạn biết chính xác vị trí trên đường tròn đơn vị. Bạn đang nằm ở 1 phần 4 đường tròn hay là 1 phần 2 hay là 3 phần 4 vòng của đường tròn đơn vị rồi cuối cùng lại đi hết một vòng của nó luôn điều cuối cùng mà mình nghĩ những người đứng về phía pi sẽ nói là: Đang nãy ta xét công thức đẹp nhất trong toán học là công thức euler thì tao sẽ làm được gì trong trường hợp này? Hmm, ta thử thế tao vào xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. nếu ta lấy e mũ y tao nó sẽ là cos của tao cộng y sin của tao. bạn nghĩ xem điều này nghĩa là gì? Ta radian nghĩa là ta đã đi hết đường tròn đơn vị. Vậy cosine xin của tao, à bạn nhớ là ta đã quay lại vị trí ban đầu của đường tròn là tại đây. Vậy cô xin của tao sẽ bằng với 1, rồi xin của tao sẽ bằng 0. Sẽ bằng với 0. Vậy e mũ y tao, e mũ y tao sẽ bằng với 1, giờ mình sẽ để cho bạn được tự quyết định xem xem với bạn thì tau hay pi là quyền lực hơn trong thế giới toán học nha